đợi lãng và điềm một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa xa. Đang làm gì đó? Tôi... Sao lại đắp nấm mồ con rồi mắt long lanh ngấn lệ? Tôi dùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ. Nha, một lần này thôi, tôi không có khóc nữa đâu. Mô Phật. Và đó chính là Ngọc Luyến với nhạc phẩm Lan và Đẹp 4. Một tràng pháo tay cho khung cảnh đang xuất hiện trên sân khấu của chúng ta, được không ạ? Vừa rồi trên sân khấu chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là một chú tiểu. Và ngay bây giờ chúng ta xin mời chú tiểu Quốc Đại sẽ quay trở lại sân khấu. Xin được mời anh. Wow, chú tiểu ơi, sao chú tiểu biến hình nhanh vậy ạ? Từ đầu chương trình tới giờ mọi người rất là thắc mắc sự biến mất của anh Quốc Đại là lý do làm sao, cớ vì đâu và anh đi đâu không biết. Giờ thì mọi người đã hiểu rồi ạ. Thì thật sự là xin phép là đi để hỗ trợ thí sinh của mình thôi. Mà nhờ đi như vậy mới thấy là cái vị trí của mình cũng rất nhiều người hăm he. Trong đó là có người kế bên nè, rồi người áo hồng nữa. Đứng ở trong là nghe hết nghe. Dạ, và anh Quốc Đại, anh có thể chia sẻ là ngày hôm nay với cái phần trình diễn của thí sinh trong đội của mình, đó chính là Ngọc Luyến, anh xuất hiện trên sân khấu với mục đích là mang lại động lực cho thí sinh của mình, hoặc là anh hỗ trợ như thế nào về tâm lý của thí sinh ? Bản thân Quốc Đại là muốn động viên Luyến rất là nhiều. Hôm nay là anh hoàn toàn hài lòng. Dạ, với sự kết hợp rất là tuyệt vời như vậy mang lại cảm xúc dành cho thí sinh của mình. Xin được cảm ơn anh Quốc Đại rất là nhiều về phần hỗ trợ vừa rồi. Và bây giờ xin mời anh quay trở lại vị trí quen thuộc của mình bên cạnh chị Tư Cẩm Ly ạ. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin được mời huấn luyện viên Minh Tuyết ạ. Xin được mời chị chia sẻ quan điểm của mình và những nhận xét của mình ở trong cái phần thi này của thí sinh Ngọc Luyến. Xin mời chị. Phải khen là Ngọc Luyến hát cái phần cải lương đó, hát rất là tròn trịa, rất là ngọt ngào. Chị chúc mừng em về phần đó, nhưng ngược lại về phần hát của em á, chị thích cái chất giọng ở Luyến là mỗi lần Luyến lên cao á, nghe nó giống như một cái nhát dao mà nó xé màn đêm vậy đó. Nó trong mà nó sáng vô cùng luôn. Nhưng ngược lại á, là chị muốn Luyến phải để ý thêm cái vấn đề phát âm á. Nó không smooth á, Lê, hiểu ý chị nói không? Hiểu. Anh nghe cái phát âm là anh thấy là cái chữ phát âm em phát âm không có gọn, nó hơi bè ra một chút. Nhưng mà khi mà em đến cái bài mà Lan và Điệp 4 đó, thì em lên những cái nốt cao rất là nhiều. Thì anh hài lòng nhất là cái phần mà em hát cải lương. Riêng cá nhân anh thì bù qua sớt lại thì em cũng đã làm quá tốt rồi. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những nhận xét của huấn luyện viên Quang Lê. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên Minh Tuyết ạ.
Một lần nữa thì xin chúc mừng Ngọc Luyến đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngày hôm nay bạn mang lại rất là nhiều cảm xúc với phần trình diễn và khung cảnh ngay trên sân khấu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Có những tình yêu đôi khi chỉ vừa kết thúc một vài giây mà thôi thì chúng ta có thể quên đi hết tất cả những gì liên quan đến nửa kia của mình. Nhưng đôi khi có những tình yêu, dù chúng ta bước đến những cuộc tình tiếp theo, yêu thêm bao nhiêu người nữa, thì không bao giờ quên được hình ảnh của người ấy. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Với Em Là Mãi Mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Một tràng pháo tay để cùng đến với giọng hát của Xuân Hân. Sẽ có vạn lần ta thương yêu, một đời mãi mãi là mãi mãi. Với em là mãi mãi. Cho dù có lúc ta chia lìa, không thể đến với nhau. Và đối với huấn luyện viên Quang Lê, hôm nay cô gái của chúng ta rất là xinh đẹp và hát rất là cảm xúc nữa, khiến cho nó cảm giác như thế nào ạ? Thật ra hôm nay em hát rất là hay. Anh đang cố tình ngồi nghe coi có cái gì để mà bắt lỗi em không. Nhưng mà đến giờ này anh vẫn cảm xúc theo từng câu hát của em. Đến khi mà em lên cái câu mà nếu có một lần hy sinh mà em lên cái giọng cao đó, anh rất là thích luôn. Lên mà thường mà nữ mà hát bằng cái giọng mà falsetto là giọng gió đó, rất là khó và dễ bị sự cố xảy ra. Khi mà mình hát từ một cái giọng ngực đẩy lên cái giọng ốc là một cái sự mà em chuyển đạt lên rất nhẹ nhàng, mà nghe giống như một giọng vậy đó. Cái đó là cái rất là hay mà anh rất là thích. Khi mà anh đang nghe mê man thì em vừa ức lên cái câu đó, anh ồ, là anh đánh giá em càng cao hơn nữa. Và anh xem em như là một người ca sĩ hơn là một người thí sinh. Chúc mừng em. Chắc chắn với những lời nhận xét vừa rồi của huấn luyện viên Quang Lê thì bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều. Và đúng là đến tới thời điểm hiện tại, trong vòng thi phong cách, bạn đã thực sự khẳng định được phong cách của mình khi đứng trên sân khấu cùng với những ca khúc mà bạn lựa chọn cùng với huấn luyện viên của mình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem cô giáo Minh Tuyết của em sẽ nói gì về em trong ngày hôm nay nhé. Xin mời chị. Thứ nhất là chị rất là vui. Vui ở cái chỗ là thấy em tiến bộ. Ngày hôm nay mình hát tròn vành rõ chữ đúng nốt cũng được, nhưng nó sẽ không lắng ở trong lòng người ta lâu được. Cái quan trọng khi mình xử lý một bài hát, mình phải biết cách nhấn nhá câu và phải biết làm sao cho cái đoạn A nó khác cái đoạn B, cái đoạn C và cái kết của nó cho nó thăng hoa. Và cái điều đó là chị đã nói với em và chị đã chỉ cho em rất là nhiều. Ngày hôm nay em không làm hết được bởi vì trong một thời gian quá ngắn, nhưng chị nhìn ra được những cái câu em bỏ nhỏ hay là những cái gì chị dặn em có làm, chứ không phải là không, nhưng nó chưa được mặn mà thôi. Và chị rất là mong rằng sau này khi em ra làm nghề với cái sự dễ thương xinh đẹp của em, chị nghĩ đó là một lợi thế vô cùng cho em sau này. Cộng thêm những gì mà chị dạy cũng như các huấn luyện viên ở dưới đây góp ý cho em, lấy nó làm hành trang cho mình, thì em sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trong cái nghề ca hát của em. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Và một lần nữa chúc mừng Xuân Hân. Và xin được gửi lời cảm ơn đến ban nhạc, xin được gửi lời cảm ơn đến những nghệ sĩ violon cũng như là nghệ sĩ piano Duy Hùng đã mang đến phần trình diễn rất trọn vẹn cùng với Xuân Hân. Chúc mừng bạn.
Kính thưa quý vị, trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, ngay sau đây sẽ là một sắc tím đặc trưng sẽ được bao phủ trên sân khấu của chúng ta. Đây cũng là một món quà mà huấn luyện viên Quang Lê và Hồ Ngọc Vàng muốn gửi tặng đến cho tất cả quý vị và các bạn. Một tràng pháo tay dành cho Hồ Ngọc Vàng với ca khúc Mưa Trên Phố Huế. Quý vị, một ca khúc quá đỗi ngọt ngào cùng với những hình ảnh cực kỳ mộng mơ của Huế thương. Và một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho thí sinh của chúng ta. Anh Quang Lê ơi, ngày hôm nay anh thấy học trò của mình đã mang Mưa Trên Phố Huế trên sân khấu của chúng ta như thế nào đến tất cả quý vị khán giả ạ? Trong Ngọc Vàng đó có nhiều cái mà tự thân phát triển và tự thân cố gắng. Những cái câu ngâm thơ đầu á là vàng ngâm vàng ngân, cái rất là đặc trưng. Thì cái gì mà đặc trưng là mình phải giữ, đúng không? Và hôm nay em đã làm anh rất là hài lòng. Đặc biệt là cái bộ đồ rất là dễ thương. Cảm ơn Lê. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Còn đối với hai vị huấn luyện viên, đó chính là huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại, thì hôm nay hai anh chị cảm thấy như thế nào về chất Huế trên sân khấu ạ? Ở Vàng thì đối với anh trong ca khúc này thì cái đoạn ngâm và cái A1 của em nó bị ảnh hưởng bởi cái sự rung. Còn bắt đầu từ cái A2 trở về sau thì em hát đã tròn trịa hơn và anh khá hài lòng về phía sau. Nhưng anh xin nhắc em một xíu nữa thôi. Cái câu kết là mình cô, chữ cô đơn của chữ cô của em lại luyến quá nhiều. Những cái đó thì em nên tiết chế lại xíu, nó sẽ hoàn hảo hơn. Cái câu cuối cùng đúng không? À. Cô đơn. Cô đơn. Thật sự, chứ thấy vậy nè, nếu Đại Luyến, Lê Luyến sẽ nghe rất là hay và không thấy dư. Nhưng mà vì hai người đã làm nó đúng và nó tròn, vì em làm chưa đủ, chưa tới nên thấy nó bị dư. Thật ra là Ngọc Vàng rất là giỏi, nhưng mà phải thú thật luôn là Lê có đi công tác hơi nhiều. Cho nên thời gian với học trò của mình hơi ít. Là lỗi do huấn luyện viên. Lỗi tai tôi. Đúng ra là nó luyện một nửa. Còn một nửa cái anh Lê phải giúp. Lê lờ đi xa rồi đó. Cho nên là luyện nửa chân cái đó, đi công tác. Cho nên là không có nhiều thời gian với Vàng. Tuy nhiên anh đánh giá rất cao về em. Cảm ơn anh Lê. Dù sao thì ngày hôm nay bạn cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và sự nhận xét rất là đáng khích lệ đến từ các vị huấn luyện viên. Và chúc mừng bạn tiếp tục đã mang lên sân khấu tình yêu quê hương của mình. Và một lần nữa chúc mừng em đã hoàn thành xong xuất sắc phần thi của mình. Cảm ơn Hồ Ngọc Vàng. Kính thưa quý vị, có một anh chàng thí sinh đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả khi trở thành thí sinh của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Bởi những tố chất bên trong anh ấy, một anh chàng rất bản lĩnh, rất điềm tĩnh và rất nam tính, đó chính là điểm thu hút của thí sinh Tấn Đạt. Và trong vòng thi phong cách này, liệu anh ấy có giữ vững được phong độ của mình để mang phong cách quen thuộc ấy chinh phục quý vị khán giả với một ca khúc mới, đó chính là ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Một tràng pháo tay dành cho một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát của Tấn Đạt.
đừng rời đôi bàn tay. Chưa kịp ôm nhau phút cuối, đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã siêu nhau qua kiếp này. Tim cánh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có lạc nhau sẽ tìm nhau ở kiếp khác, tìm ở đây đại dương hay thác treo leo, tìm gió sương trên lá mềm, đàn hạt bay về bên thềm, tìm giữa thiên hà xa mãi anh vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là nhớ đến chết, yêu là tan biến đi trong nhau, yêu là thương đến khi mình hòa lấy thật sự là một phần trình diễn cực kỳ thăng hoa về cảm xúc với ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Và xin được chúc mừng chàng trai của chúng ta ngày hôm nay giữ vững được phong độ và đôi khi còn làm tốt hơn những gì mà mọi người chờ đợi nữa. Một tràng pháo tay dành cho Tấn Đạt được không ạ? Chị Minh Tuyết ơi,
Chị cảm thấy chàng trai của chúng ta ngày hôm nay như thế nào ạ? Hôm nay Tấn Đạt rất là đẹp trai và lịch lãm. Nói thật sự là Đạt hát có cảm giác như là nó dễ với em quá. Em rất là tự tin trên sân khấu nè. Em hát rất là chuẩn. Nói chung không có gì để chị phải chê cả. Không có gì để chê. Bây giờ kêu chị nhận xét cái gì bây giờ? Đây nè Tấn Đạt ơi. Nói chung lại là phần hát là mình không bàn nữa. Tại vì Minh Tuyết và Quang Lê thống nhất là em hát hay rồi. Đó, bây giờ chỉ có là về phần chuyên môn là tại em mặc cái bộ đồ trắng quá. Cho nên cái da mặt em cần trắng thêm chút nữa. Trời đất ơi. Cái này về vấn đề thẩm mỹ đúng không chị? Thẩm mỹ á em, thẩm dạ. mỹ. Nhưng bây giờ phân tích chút đỉnh, giọng em là hay rồi, cao cũng tới rồi, ngọt ngào, hát rất rõ chữ, nghe mình cảm thấy rất là đã. Bây giờ chê cái gì? Thực sự là hôm nay Tuấn Đạt hát rất là trọn vẹn cái bài hát của mình. Đó là lý do mà tại sao chị nhận thấy được ở em cái sự diễn xuất của em. Em diễn em không bao giờ thoát ra nhân vật, con mắt mình không bao giờ bị láo liên cả. Lúc này em cũng sống đúng trọn vẹn từ cái nhân vật khi em bắt đầu cho đến em kết thúc. Và cái điều đó là cái điều mà chị khen nhất ở em. Hôm nay em hát bài này thì với chị thì không có cái lỗi gì để phải nói. Có tình cảm đó nhưng mà chị không biết phải nói như thế nào. Có nghĩa là em chỉ mới chạm khẽ vào trái tim chị thôi. Em chưa bóp nát được trái tim của chị. Chị không nói em hát không có tình cảm. Em có tình cảm trong đó. Em có sự tính toán ở trong đó. Nhưng mà chị không muốn sự tính toán đó. Chị muốn nó là một cái gì đó rất tự nhiên xuất phát từ tâm hồn của em nhiều hơn là cái sự tính toán của em. Thì cái đó là chị muốn đòi hỏi em thêm một cái level cao hơn. Nhưng mà đối với tiết mục vừa rồi là em đã hoàn hảo trong tiết mục vừa rồi rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Vậy thì đối với huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại thì sao ạ? Khi mà lắng nghe những huấn luyện viên hàng xóm khen rất là nhiều về thí sinh của mình thì anh chị cảm thấy sao và có đôi lời chia sẻ cùng với Tấn Đạt không ạ? Mỗi lần đến tiết mục của Đạt thì anh luôn rất là yên tâm bởi vì ở em có một cái nền tảng rất là tốt và cái cần thêm đó là chỉ những cái bản lĩnh sân khấu và cũng như là cái tình cảm cần có để đặt vào của em thôi. Và đặc biệt hôm nay trước khi em ra biểu diễn thì em có nói là em cảm thấy rất là áp lực. Rất là áp lực. Nhưng em đã làm rất tốt mà. Hay là chính cái áp lực đó đã giúp cho em có thể làm tốt ở ngày hôm nay. Bởi vì khi mà tập em không tốt như lúc thi lúc này. Trước khi em diễn em nói với chị rằng em bị áp lực rất nặng. Chị muốn hỏi em rằng có phải chị yêu cầu em quá nhiều hay không? Cho nên nó khiến cho em bị áp lực. Dạ, em cũng xin được tâm sự ạ. Đến với cuộc thi này á, thì em không xem cuộc thi này là một cuộc dạo chơi của mình hay là một cái sự trải nghiệm mới mẻ nào đó hay như thế nào, mà em đến đây mục đích của em trước tiên là phải được cống hiến cho tất cả cái giọng hát của mình cho tất cả mọi người ở đây, và em muốn được trau dồi cái thêm cái khả năng chuyên môn của mình, cái khả năng làm nghề của mình đứng trên sân khấu. Nên đối với bản thân em là một người làm nghệ thuật, diễn viên nhạc kịch thì em lại càng đặt cao cái tính chuyên môn của mình rất là nhiều. Nên thực sự áp lực của em rất là nhiều về mọi thứ. Và lúc nãy thì em có đứng sau sân khấu á, một mình em thôi, và em có nói, em phải tự nhủ với em nói là Đạt ơi, mày phải cố lên, lần này là mày phải vượt qua được chính bản thân mình chứ không thể dậm chân tại chỗ như thế này được. Dạ vâng ạ. Và đúng là với cái sự quyết tâm đó, với cái áp lực mà bạn luôn mang đến cho mình, thì bạn đã có một cái phần trình diễn rất là thành công trong ngày hôm nay. Mọi thứ được trọn vẹn. Và một lần nữa, chúc mừng Tấn Đạt với sự thành công vừa rồi trên sân khấu. Xin được cảm ơn sự nhận xét của các vị huấn luyện viên và chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn bạn. Em xin cảm ơn. Tiết tấu, ấn tượng và độc đáo, đó chính là những tính từ luôn xuất hiện ở mỗi phần trình diễn của nam thí sinh sẽ xuất hiện ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta. Và ngay sau đây sẽ là một tiết mục tương tự như vậy. Một cảm xúc dằn xé nội tâm, một không gian lạnh khô điều hiu sẽ được mở ra cùng với ca khúc Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường qua giọng hát của thí sinh Thành Thức.
ngày dài mưa phùn nắng gió tiêu điều. Quanh đây đâu đâu mây lộng bay, ngoài trời khung cửa chẳng xa lối đi. Xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hay hôn âu đi. Tìm trên lòng môi nồng ấy mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết cho mưa đông dài. Qua đi cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim anh thôi lạnh giá. Nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa chẳng xa lối đi. Xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tìm trên đồng môi đông ấy mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình cho mùa đông dài. Qua đi cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim anh thôi lạnh giá. Cho tim em thôi lạnh giá. Kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là ca khúc Đông, một sáng tác của Vũ Cát Tường cùng với giọng hát của Thanh Thức. Với huấn luyện viên Quang Lê, anh ơi, anh cảm thấy như thế nào? Đây là một thí sinh mà anh cũng rất là yêu thích của đội huấn luyện viên Minh Tuyết à. Riêng cái bài hát này thì Thanh Thức giống như là sống trọn của mình vậy đó. Nó đã trở thành những cái gì của em nhất rồi. Thật ra hồi nãy anh cũng thấy em đi nhiều lắm, nhưng mà cái body của em nó mỏng, em hiểu không? Em đi thoải mái hơn. Nhờ đi nhiều vậy mà body nên mỏng. Em đi lui đi tới, còn nếu anh Lê thì anh Lê sẽ đứng một chỗ. Đúng không? Đó là sự khác biệt á. Ví dụ em thấy anh Quang Lê mỗi lần diễn là ví dụ nhích cô đây chút xíu, nhích lại chút xíu và cố định lại một điểm cố định. Anh Lê không bắt chéo chân được như em. Lê ơi, vậy là em phải rút kinh nghiệm đó. Mình phải vận động một tí xíu thì mới có được cái bờ eo như gan Thanh Thức. Nhưng mà hôm nay là cảm thấy rất là vui. Hôm nay chị Ly đã chính thức dùng một cái từ mà của Quang Lê. Cửa miệng của mình là bờ eo à. Thường là ta nói cái vòng eo, mà Quang Lê thì cứ quen miệng nói là bờ eo, đúng không? Đó, hôm nay chị Tư dùng chữ bờ eo có nghĩa là chị Tư đã đánh giá cao cái ngôn từ của em rồi. Cảm ơn Tư. Và ở vòng này thì chị Minh Tuyết ơi, chị cảm thấy như thế nào về học trò của mình? À, cứ phải là mình đánh đòn học sinh của mình thì học sinh của mình sẽ hay hơn hôm ta. Vậy là khi mà tập luyện, khi mà đưa những kinh nghiệm là chị có dùng đòn roi chị hả? Chị nói đùa thôi là cái vòng trước đó chị có một vài lời nhắn nhủ với Thức. Thì chị thấy vòng này Thức
tốt hơn rất là nhiều. Và chị nghĩ là có thể Thức sẽ còn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng mà như vậy cũng đã tốt lắm rồi cho ngày hôm nay. Cảm ơn em đã lắng nghe những lời của chị nhắn nhủ với em. Và mong rằng là ít nhất đây cũng là một cái hành trang chị cho em, để mà em nhớ trong cái bước đường của em. Cho nên chị rất là mừng bởi vì hôm nay Thức đã làm tốt trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn Thức rất nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được cảm ơn sự chia sẻ và những tâm huyết của huấn luyện viên Minh Tuyết. Và một lần nữa chúc mừng Thanh Thức đã luôn luôn giữ vững được phong độ của mình qua mỗi vòng thi. Một tràng pháo tay dành cho anh chàng của chúng ta. Kính thưa quý vị, tiếp theo với phần thi phong cách, chúng ta sẽ cùng đón chào cho sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, một thí sinh rất phong cách và cá tính, cùng với giọng hát đầy nội lực và phong cách trình diễn của cô ấy. Và ngay bây giờ cũng sẽ là một ca khúc cực kỳ cá tính, ca khúc được mang tên Lang Thang. Một tràng pháo tay để đón chào thí sinh Phương Mai. Mình ngắm vòng quay trên đường xưa giờ xa.
Kính thưa quý vị, sau một vòng thi lang thang ở đâu đó thì Phương Mai đã quay trở lại cùng chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho cô gái cá tính đây được không ạ? Hôm nay thật sự Phương Mai mới là Phương Mai đây nè. Chúc mừng em đã hoàn thành xong rất xuất sắc phần thi của mình. Cảm ơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đến từ các vị huấn luyện viên. Đầu tiên thì có bạn thấy là nãy giờ huấn luyện viên Minh Tuyết phiêu theo nhạc với cái thần thái của bạn ở trên sân khấu. Và ngay bây giờ xin mời chị ạ. Riêng về Phương Mai ngày hôm nay á, chị thích nhất trong bài hát này là sau cái đoạn văn tấu, hai cái câu đầu tiên em hát á, và những cái quảng trung á, những cái câu đầu em vô á, ráng vô cùng tình cảm. Nhưng những cái nốt cao á, chị cảm giác như là em sợ em hít không tới. Cho nên trong lúc mình hát cái câu đó, mình đã có cái sự suy nghĩ trong đầu mình. Khi mà mình đã suy nghĩ có nghĩa là mình đã không có bỏ 100% cái tình cảm và cái năng lực của mình trong đó. Cho nên chị nhìn khả năng là em làm được, em dư sức hít những nốt đó. Và em phải khùng hơn những cái nốt cao nữa. Có nghĩa là em phải khao khát hơn. Nếu lọt vào vòng trong, phải nhớ là những gì chị Tuyết nói, là phải cháy hết mình vì mình làm được. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Còn đối với huấn luyện viên Quang Lê thì sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào khi mình có một thí sinh trong đội của mình rất là cá tính, rất là nổi loạn trên sân khấu với phần trình diễn vừa rồi? Cảm ơn lời động viên rất là tuyệt vời của Minh Tuyết. Có nghĩa là chị Tuyết đã đánh giá em rất là cao. Và anh đã nghe em từ vòng đầu, em đã thay đổi rất là nhiều phong cách khác nhau. Và hôm nay em cũng là một con người khác, nó cũng nằm trong em. Và anh cảm thấy là em làm rất là tuyệt vời. Chúc mừng đội mình nhé. Cảm ơn anh Lê rất nhiều. Chúc mừng đội mình nhé. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin được cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Và một lần nữa chúc mừng Phương Mai đến với vòng này. Vòng thi phong cách, bạn đã thực sự thể hiện được phong cách nổi trội của mình. Một tràng pháo tay dành cho Phương Mai. Cảm ơn bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, cậu bé dâu tay đến từ Lào đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị và các bạn qua mỗi đêm thi. Và qua mỗi đêm thì cá tính, phong cách e thẹn, ngại ngùng của cậu ấy đôi khi trở thành lợi thế và nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả. Một tràng pháo tay dành cho ca khúc Một đêm say cùng Kéo Nắc Con. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi mến còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ đến. Và đó chính là ca khúc Một đêm say theo phong cách của dâu tây. Xin được cảm ơn vũ đoàn. Wow, phải nói là ngày hôm nay tất cả mọi thứ đang ủng hộ chàng trai của chúng ta. Ây da, anh thấy có một vết son trên má em rồi đó. Nãy giờ là hôn thiệt hả? Dạ hơi thiệt xíu. Hơi thiệt. Nhẹ nhẹ. Quay qua phải cho mọi người coi nè. 2, 3. Bao nhiêu cô gái sao phải ganh tị ngồi phía dưới. Wow, kính thưa quý vị và các bạn, đúng là ngày hôm nay là phần thi sở trường cho các thí sinh của chúng ta. Và phong cách dâu tây được thể hiện một cách rất là thoải mái với ca khúc Một đêm say. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe các vị huấn luyện viên cảm thấy như thế nào về nguồn năng lượng vừa rồi của chàng trai đến từ Lào ạ. Em thấy có một vị huấn luyện viên ngày hôm nay chuẩn bị một bộ com lê rất là dâu tây, có một chiếc nơ màu hồng nữa. Xin mời huấn luyện viên Quang Lê ạ. Anh Lê ít khi mặc màu sáng lắm, tại vì nghĩ mình mặc là mình sẽ mập hơn, đúng không? Nhưng mà hôm nay các bạn thấy Lê mặc cái này có mập lắm hay là vẫn dễ thương à? Dễ thương không ạ? Nhìn dâu tây quá đúng mà. Dâu tây ơi, anh nghĩ là khi mà xem em á, cái tư tưởng để mà vạch lá tìm sâu á, tự nhiên không có trong anh. Và đặc biệt là cái gương mặt của em rất là thu hút người xem. Và em cười rất là hiền, rất là có duyên mà kiểu mà ngơ ngơ đó. Em đã mang một cái màu sắc và tạo cho người xem rất là thích thú. Cái đó là cái đầu tiên mà gọi là cái bước thành công của em. Cho nên nghe đi nghe lại thì anh cũng không có tìm ra một cái lỗi gì mà cần để mà phải chia sẻ.
anh rất là thích tiết mục của em và hãy tiếp tục giữ phong cách này nha. Hãy tiếp tục giữ phong cách này. Và thực sự trong ngày hôm nay ở vòng thi phong cách thì bạn đã chiếm trọn được tình cảm của huấn luyện viên Quang Lê. Vậy thì đối với huấn luyện viên Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly thì sao ạ? Với chàng trai của chúng ta. Nói sao ta, nói chung là một tiết mục rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Em rất cái bài hát này nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chính cái sự mà gọi là rụt rè ngây ngô của em nó lại hợp với cái bài hát này. Và có một cái đoạn anh ấy nhảy bị nó lệch động tác đi, nó là anh nhìn anh biết là anh sai rồi đó. Ở đây ai cũng thấy mà mắc cười hết trơn, nó rất là con nít. Nhưng trong bài hát này giá như hát rõ tí xíu nữa là nó sẽ hay hơn. Có nhiều chỗ chị không nghe em hát cái nói gì, khẩu hình mở rất là hạn chế, e dè như là cái con người của mình nha. Cho nên là có một vài cái chỗ không có nghe rõ được. Cái bài này nhìn chung rất là đáng yêu, rất dễ thương. Và chị nghĩ mấy cô bé dưới đây say hết rồi đó. Hồi nãy con Lê có nói một cái câu này Minh Tuyết rất là thích, là có những người đó khi họ bước lên sân khấu họ tỏa sáng và họ có một cái duyên dáng gì đó mà người ta xem cái người đó người ta quên đi hết tất cả những cái chưa được hoàn hảo ở xung quanh. Và cái điều đó là cái điều rất cần thiết cho một người làm nghệ sĩ, cái sự duyên dáng trên sân khấu. Và em là người có cái điều đó. Nhân dâu tay, thứ nhất là em là người Lào học tiếng Việt thì đương nhiên cái phát âm của em nó cũng chưa thể hoàn chỉnh như một người nói tiếng Việt từ nhỏ. Thứ hai nữa, em nói với chị là cũng là lần đầu tiên em nhảy luôn, nhưng chị thấy trong em cái điệu nhảy của em á, cái động tác của em có năng khiếu. Những cái mà em đang thiếu chút á, những cái đó em đều có thể học được. Nhưng riêng một người, cái sự duyên dáng trên sân khấu là ông trời, ông tổ cho mình, cái đó không có học được. Và cái đó em đã có, đó là một cái kho báu của em. Em đang chiếm hữu nó. Bây giờ em chỉ cần mài dũa làm sao cho cái viên kim cương đó nó sáng lóe lên trên cái bầu trời âm nhạc của chính bản thân em sau này. Chị rất là thích tiết mục vừa rồi của em. Cảm ơn em rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn những nhận xét đến từ những vị huấn luyện viên. Và một lần nữa chúc mừng huấn luyện viên Minh Tuyết đã có cho mình một cậu học trò nhận được rất nhiều thiện cảm của quý vị khán giả. Chúc mừng dâu tay. Chúc mừng em. Mang về cho mình một thí sinh rất là chất lượng. Một tràng pháo tay lớn hơn dành cho Hà My. Xin mời bạn sẽ cùng tiến đến phía trước một chút để cùng nhận những lời nhận xét. Ngay bây giờ thì các bạn có thể thấy được sự tráng ngợp đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Anh ơi, anh tức là say sưa với ca khúc và phần trình diễn này phải không ạ? Cái vòng trước là em hát một cái bài mà dân tộc. Lúc đó thì chưa có được tỏa sáng và em được coi như là phô trương cái giọng em như hôm nay. Nhưng hôm nay em đã trở về với bản thân của em rồi. Em hát rất tốt, quãng rất là cao và nói chung lại nãy giờ cái gì anh cũng thích hết trơn á. Anh chỉ biết nói hai chữ là chúc mừng em. Cảm ơn. Và đó chính là những nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Xin được cảm ơn anh. Còn đối với huấn luyện viên Minh Tuyết thì sao ạ? Chị bất ngờ về thí sinh này của đội chị Tư không ạ? Không, chị không có gì bất ngờ bởi vì chị biết cái khả năng của cô bé này ngay từ những vòng đầu rồi. Em á, rất là bản lĩnh sân khấu. Nếu mà nói về bài này á, chị thích hết tất cả. Bắt đầu câu hát vô cho đến kết thúc câu hát, em không hề có một cái sự gọi là sợ sệt. Nó giống như là em sống trong cái bài hát đó. Và cái điều đó đó rất là cần thiết ở một người ca sĩ. Cái điều thứ hai là hiếm có một thí sinh nào mà hát từ đầu bài tới cuối bài không có bị chinh một cái nốt nào. Với chị ngồi ở đây thì em hát rất chuẩn nốt, những âm sắc cao của em đều không bị phô cả. Chị chỉ tiếc có một cái duy nhất mà em lại ngược với các bạn khác. Khi em hát tiếng Anh chị lại nghe rõ, nhưng khi em hát cái đoạn đầu chị không biết tại vì âm thanh nó vang quá hay sao á, chị không nghe rõ cái lời khi mà em hát tiếng Việt. Cho nên chị cứ phải, ủa, cô đang hát tiếng Việt hả? À, cô đang hát tiếng Anh. Giống kiểu dạng vậy. Thì chị tiếc cái điều đó mà thôi. Mà cái điều đó là một cái điều khắc phục không có gì khó. Còn tất cả những cái khác em làm rất tốt. Chị chúc mừng tiết mục của em. Xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết.
Và kính thưa quý vị, đúng là khi Hà My xuất hiện trên sân khấu của chúng ta đã biến sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao thành một nhà hát. Nếu như chúng ta đứng tại sân khấu này, tại nhà hát của Ai Sẽ Thành Sao, một lần nữa Hà My ơi, có thể gửi tặng lại cho tất cả quý vị khán giả một đoạn hát chay phần điệp khúc được không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, về cái phần này thì Quốc Bảo xin mạn phép là Quốc Bảo không có chuyên môn, nhưng em sẽ làm theo cái cảm thụ âm nhạc trong cơ thể của mình. Em cứ tưởng tượng như em cầm hai cái chiếc đũa, em quơ một nồi bún bò và dạ, một nồi bún mắm, chỉ vậy thôi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, một phiên bản khác của Không Thể Im Lặng cùng với Hà My, phiên bản nhà hát. Và Quốc Bảo xin được mạn phép hòa mình vào không gian cũng như là vào trọng trách của một người nhạc trưởng. Xin mời quý vị hãy cùng Quốc Bảo di chuyển đến một khu vực quan trọng. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị và các bạn, phiên bản Không Thể Im Lặng cùng với Hà My bắt đầu. Và đó chính là phiên bản Không Thể Im Lặng cùng với Hà My. Dạ, kính thưa với huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại, với cái phần trình diễn vô cùng thần thái của Quốc Bảo vừa của Hà My vừa rồi. Dạ, thì xin mời hai anh chị sẽ cùng đưa ra những nhận xét của mình dành cho thí sinh của ngày hôm nay. Có phải chị nói đúng cái vụ mà tiếng Việt không? Tôi đoán trước là ai sẽ nói câu đó và sẽ nói như thế nào luôn. Vậy mà hôm nay chị Tuyết vẫn chỉ vào cái điểm đó của em. Thấy chưa? Thấy chị nói có sai không? Nhưng mà cái đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho em sau này khi mà những cái bài hát khác phải cẩn thận hơn để có thể làm hài lòng chị Tuyết hơn. Ok, cảm ơn. Không phải là để chị nói nghe nè, khi mà mình càng giỏi thì người ta lại càng soi. Càng soi, đúng rồi. Em hiểu không? Chị nghĩ là bình thường chắc em hát nhạc nước ngoài nhiều, em hát cái âm sắc nó ra. Khi em hát tiếng Việt em bị không chịu đóng khẩu hình nhiều á. Ví dụ như chị nói là khi đêm tàn cháy chẳng hạn gì đi, thì em hát là khi đêm tàn cháy. Em cứ như là em không đóng khẩu hình lại, em mở đều ra hết. Cho nên á, người ta sẽ nghe từ cái chữ này nó dính qua cái chữ kia. Người ta không nghe rõ cái lời em hát là cái gì. Thì đó là cái điều mà em đang bị. Cho nên em cứ hát rõ chữ cho chị. Em đã làm được rất tốt rồi nhưng mà vẫn chưa được chị Tuyết nghe rõ. Cái đó là một cái mình phải cẩn trọng nhiều hơn. Ok, cảm ơn My rất nhiều, hôm nay rất tốt. Xin được cảm ơn sự nhận xét đến từ những vị huấn luyện viên. Và ngày hôm nay với phần trình diễn rất là xuất thần của mình, em đã nhận được rất nhiều tình cảm cũng như là những nhận xét thêm để chúng ta có một phần trình diễn hoàn hảo hơn nếu chúng ta có cơ hội đi vào vòng tiếp theo. Một lần nữa, chúc mừng Hà My với phần trình diễn của mình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bên cạnh Quốc Bảo là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ cô ấy đang có một tâm sự riêng cho tình yêu của mình. Cô gái à, điều khiến em đau xót nhất trong tình yêu là gì? Cứ lừa dối đi. Anh ra đi không trở lại.
em câu ân nặng lời sớm hôi. Tìm nhau, ta tìm nhau suốt kiếp rồi chia tay tình cờ. Và đó chính là những cảm xúc được gửi đến cho tất cả quý vị qua giọng hát của thí sinh Thái Bảo qua ca khúc Cứ Lừa Dối Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Kính thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại thí sinh Thái Bảo, một cô nàng rất là xinh xắn với mái tóc ngắn cá tính của mình. Và qua mỗi vòng thi thì chúng ta thấy cô ấy lột xác hoàn toàn. Và ở vòng này thì cô ấy thực sự rất là da diết với ca khúc của mình vừa thể hiện. Và ngay bây giờ xin mời sự nhận xét đến từ những vị huấn luyện viên. Đầu tiên thì các bạn xin được mời huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại ạ. Bảo ơi, em xinh lắm luôn á, chị không hiểu sao nữa. Hôm nay cái bài này thực sự là cái bài này, cái quãng nó quá rộng, cái nốt thấp nó quá nhiều. Nó làm cho mình bị thất thế cái chỗ đó, mà cao nó cũng chỉ có vài nốt thôi. Nhưng mà nó lại bắt buộc mình phải lấy cái tông này để mình hát. Mặc dù cái giọng em rất là dày, rất là lực, nhưng mà chị tiếc ở những cái đoạn thấp đó, chứ còn ở những cái quãng mà trung trung em hát, nó đẹp lắm và nó tốt. Ở em, cách xử lý em làm được những cái điều mà chị cần. Chỗ nào nó cần kịch tính, chỗ nào nó cần êm đềm tình cảm thì em đều xử lý tốt. Em có biết cách xử lý bài hát. Chứ đối với chị thì chị luôn luôn dành tình cảm cho Thái Bảo. Hãy cảm ơn chị. Và đó chính là những tình cảm và những nhận xét đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly. Và em xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết sẽ có những đánh giá về phần trình diễn lần này của Thái Bảo. Mới mốt em không bận cái đầm nó nữa, đưa lại cho chị. Chị nói đùa là bởi vì chị muốn nói là hôm nay em rất xinh đẹp. Thực sự là như thế này, cái bài này có quãng rộng thiệt. Cái trung nó ít, mà cái xuống thấp nó cứ xuống từng nấc và nó xuống thấp. Lên cao thì nó lên quá cao. Cho nên á, khi mình chọn bài đi thi á, mình phải cân nhắc rất là kỹ. Thì cái này chị muốn nhắn nhủ với em, nếu em lọt vào vòng trong thì mình phải cẩn thận trong vấn đề chọn bài. Bài này là đúng sở trường em rồi đó, chứ nó không có sai, nhưng mà nó phải đúng cái âm vực của mình để mình có thể phô trương ra hết tất cả những cái quãng mà mình có thể làm một cách tốt nhất. Cái này là góp ý riêng ở ngoài cho em, là cái âm sắc em phát ra đó, chị muốn nó sắc bén một tí, bây giờ nó hơi bị vòm nhiều quá. Em nên về học và nghiên cứu thêm cái âm sắc của mình nha. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Và bây giờ thì chắc chắn là anh Quang Lê rất là muốn khen cô học trò của mình ngày hôm nay, vừa xinh đẹp vừa hát hay nữa phải không ạ? Xin mời anh Quang Lê. Em hóa thân từ một cô gái quyền lực em cũng được, mà em hóa thân thành một cô gái thôn quê, em vẫn làm tốt. Và
Dĩ nhiên cái bài hát này thì khi mà em nhắn tin cho anh nói anh ơi cái bài hát này em cảm thấy là em lo lắng quá. Cá nhân anh Lê rất là thích bài hát này cho nên muốn nghe em hát. Có lẽ là nó cũng không nằm trong cái quãng giọng mình, nhưng mà cái quan trọng anh Lê cần là cái tình cảm mà em đã chuyển đạt được khi mà em diễn đạt bài hát, cho người ta một cái cảm giác rất là sâu sắc, lắng động một chút gì đó. Cái đó mới là quan trọng. Đôi khi anh nói thiệt, nhạc viện ra bắn lên trời tới nóc luôn, nhưng mà không cảm xúc thì vẫn là không cảm xúc. Tuy nhiên em có cảm xúc. Có cảm xúc. Xin được cảm ơn. Cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và chúc mừng Thái Bảo đã nhận được rất nhiều lời khen đến từ các vị huấn luyện viên. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay bạn trình diễn rất là thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cái anh này đi đâu mà chưa trời chưa trật rồi, mặt trời lên tới đỉnh đầu mà chưa chịu về nữa. Ôi, anh Trương ơi, 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 anh Trương bớ ba hồng chính với anh Trương ơi, anh Trương ơi, anh Trương. Nè. Gì? Làm gì mà kêu hết hồn hả? Trời ơi, giỡn có chút xíu thôi mà. Cô ba giận tôi hả cô ba? Ai mà thèm giận mấy người đâu. Mà sao cô ba qua đây làm chi vậy? Cô ba qua cái không cho tôi hay trước. Thì bị dạo này trời tự nhiên cái hầm hầm nóng quá trời nóng luôn. Cái xong cái bị không biết sao cái tự nhiên cái ở nhà tôi buồn quá à. Cái bị không biết sao cái sao? Cái muốn đi vòng vòng chơi cho đỡ buồn. Rồi bị không biết sao tự nhiên đi tới đây. Thôi không mấy thôi giờ tôi buồn quá à. Anh Trương á, anh Trương có cái chuyện gì vui vui không kể tôi nghe, tôi hết buồn đi. Trời đất ơi, tôi nào giờ lo chuyện đồng án không hà. Rảnh rỗi chút cái là tôi đi dạy cho sắp nhỏ để nó biết cái chữ. Chứ có gì đâu mà vui để kể cho cô ba nghe đâu. Tôi thấy cái chuyện hả, dạy học cũng vui mà. Tôi thì tôi thấy không có gì vui hết trơn à. À hay là bây giờ cô ba có gì vui, cô ba kể cho tôi nghe đi. Chứ giờ tôi không có gì vui để kể với cô ba nghe hết trơn, giờ sao? Ý, hay là giờ tôi hỏi anh trước. Anh trả lời tôi trước nghe. Ừ. Tôi hỏi nha. Cô ba hỏi đi. Anh có người yêu chưa? Trời ơi, cưng. Cô ba. Hỏi rồi á. Cô ba, hỏi lại một lần nữa đi. Tôi nghe không có rõ. Hỏi lại một lần nữa đi. Anh có người yêu chưa? Cô ba. Hả? Hỏi lại một lần nữa đi. Thôi nha. Thôi mà một lần nữa đi. Lần cuối nghe. Ừ. Anh Trương có người yêu chưa? Trời đất ơi, tưởng cái gì? Chưa. Chưa mà làm tao hết hồn. Anh Trương chưa có thiệt hả? Chưa. Chắc không? Chắc. Thôi tôi về nghe. Cô ba. Hả? Gì vậy? Sao tự nhiên hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi trả lời cái tự nhiên bỏ về là sao? Thì biết tin này vui rồi, được rồi về. Trời cô ba này. Thôi được rồi. Vậy tôi hỏi anh thêm câu nữa nghe. Ừ, cô ba hỏi đi. Bây giờ anh chưa có người yêu á, nhưng mà thí dụ nha, thí dụ mà anh Trương có người yêu rồi á, anh Trương sẽ tỏ tình với người yêu anh Trương như thế nào vậy? Hay là anh Trương tặng cho người yêu anh Trương cái gì vậy? Tại tôi thấy hả, mấy cái màn tỏ tình nè, rồi tặng quà đồ dễ thương lắm luôn á. Tôi chưa có người yêu cho nên là tôi không thử biết tặng thôi. Quà. Thử thôi mà. À, hay là tặng thử cái nón đi. Rồi thí dụ luôn tôi là người yêu đi. Tặng cái nón này hả? Thí dụ thôi. Rồi cô ba là người yêu của tôi hả? Thí dụ luôn. Ừ à. Không mấy à. À không ấy, mình thí dụ cái tôi tặng cô ba cái nón nha. Hồi hộp đợi rồi. Cô ba ổn không? Dạ ổn. Anh lẹ đi, anh em run quá. Nè cô ba quay qua đây tôi mới nói được. Cô ba ơi, ông tôi... Kim. Hôm nay là tía tôi dặn là có ông Phú ở bên làng bên qua. Bây giờ tôi phải về, tôi tiếp ông Phú rồi. Thôi, hẹn gặp anh bữa sáng nha. Tôi về nghe. Trời ơi. Cô ba. Tự nhiên cái cô ba bỏ tôi đây mình vậy cô ba.
nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương, gió về tiền giang thơm ngát, mưa đường duyên đôi má hay hay, lỡ mai này ta chung bước, cô ba đừng e thẹn à nghe, lỡ mai này sẽ tơ tóc, cô ba là dấu hiền nhà tôi. Nói thiệt đây tôi không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đếm tương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn âu sầu mình ơn. Đành lòng sao hỡi em, dù hồng quá kết đôi, thuyền rồng quá bến sông, cô ba đành quên rồi người ơi. Thòng gọi trên bến sông, một người tan giấc mơ, hỏi rằng con nước trong, lỡ mai này người về nơi bến sông xưa. Lỡ mai này, lỡ mai này còn gọi hai tiếng cô ba. Anh Chuông ơi, anh Chuông ơi, anh Chuông, anh Chuông ơi, có chuyện này gấp lắm. Gì vậy cô ba? Tôi chạy ô qua đây á, muốn báo cho anh hai tin. Anh muốn nghe tin gì trước, tin vui hay là tin buồn? Không ấy, cô ba nói luôn hai tin đi. Anh ổn không? Tôi ổn mà. Vậy bây giờ nói tin vui hay tin buồn? Không mấy anh... Bây giờ cô ba nói tin, nói tin buồn đi. Cái ngồi cô ba nói tin vui, cái tôi vui lại hả? Tin buồn nghiêng. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không có còn vui nữa. Ủa, cô ba nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Còn tin vui á, đây nè, đám cưới của tôi đó. Tí tôi nói hả là đợt này sẽ gả tôi cho anh Sáu, còn con Phú làng bên. Nghe nói đợt này hả, tí của tôi sẽ làm đám cưới lớn, thiệt là lớn, lớn nhất vùng này luôn đó. Ủa anh Chuông, sao nghe tin tôi đi lấy chồng mà anh không vui hết vậy? Anh phải vui lên chứ. À tôi biết tôi rồi mà. Anh buồn là tại vì hả, kể từ giờ tôi không qua thăm anh với lại thăm mấy đứa nhỏ đó đúng không? Nhưng mà thôi, đừng có buồn nữa. Nhớ nha, nhận được thiệp cưới rồi, bữa đó nhớ đến giờ đám cưới tôi nghe. Tôi có nói với tía tôi là chừa cho anh một chỗ ngồi ở bàn sau với mấy người làm trong nhà của tôi á. Anh thông cảm nha, tại vì tôi sợ ngồi bàn trên với mấy ông phủ ông cả, rồi cái anh ngại, anh không có tự nhiên. Nhưng mà nhớ đến giờ đám cưới tôi nghe. Ê, bây giờ tôi phải về chuẩn bị rồi. Tôi đi ngang, nhớ ngang, nhớ về đám cưới tôi ngang. Cô ba. Cô ba. Đành lòng sao hỡi em, dù hồng quá gấp đôi, thuyền rồng quá bến sông, lỡ mai này
gọi hai tiếng cô ba. Kính thưa quý vị, và đó chính là những giai điệu rất nức nở qua giọng hát của Bằng Chương cùng với ca khúc Cô Ba, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy. Ô, cô Ba đây rồi. Chào cô Ba. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay dành cho cô Ba Trang Tuyền ạ. Người trợ diễn cùng với Bằng Chương trong ngày hôm nay, và chúng ta có một cặp đôi rất là duyên dáng phải không ạ? À, mà cái kịch bản mà lừa gạt người ta dễ sợ vậy đó. Là sao? Tự nhiên lúc ra cái cô này là mình tỉnh là tưởng là yêu Chương rồi. Tại vì nó ra cái đứng ngay bờ như cái dằn mướp rồi, rồi đọc tên anh Chương này yêu đương rồi. Xong rồi hỏi anh có người yêu chưa mà tủm tỉm nghĩa là tưởng là em yêu thầm Chương. Cái tự nhiên nửa bài cái em đi ra em báo tin em lấy chồng mà em vui mừng nữa. Cái quay mắt đi cái em thấy là cô Ba này có sao sao á, em ổn không? Anh nói thiệt em ổn không? Em ổn anh. Ờ anh thấy cái vụ kia là anh thấy không ổn lắm á, anh cưng yêu chưa? Ấn tượng á, anh thích cái vụ đó. Nhưng mà sao em mới đi về nhà cái em quay trở lại em bỏ con trai người ta liền, chưa kịp nói gì hết. Mà vui mừng nữa chứ không phải buồn đâu. Có nghĩa là nó lạ lắm luôn. Nó lạ lắm luôn. Ví dụ em tới em trao thiệp em buồn á thì anh cũng là nghĩ là nó giống như mấy kịch bản rồi. Nhưng mà hôm nay em lạ hơn. Đó, độc lạ vậy là em có duyên đó. Dạ, cảm ơn anh. Biết sao không? Tất cả cũng tại anh Sáu con Phú Ông á. Mà anh Sáu đó là ai? Anh Sáu đó mặc bộ đồ Hường ở đây, bộ đồ áo dài Hường trên kìa, thấy không? À, ê, anh Sáu đây. Thì ra, anh Sáu con của Phú Ông là anh Sáu Quang Lê. Anh Sáu lên có đúng không vậy? Sao cơm lê quá vậy anh Sáu? Đó, tông xì tông đẹp quá thì đó, luôn. Bởi vậy anh Sáu đó, đó. Mặc đồ chú rể sẵn lên rước dâu luôn. Đó, đây là anh Sáu. Đất bây giờ ơi, anh Sáu lên rồi, thấy không? Cơm lê chứ chưa? Đó, đây là vợ tương lai của tôi đó. Thấy đó. Chưa? À. Anh Sáu với cô Ba hợp quá luôn. Anh Sáu ơi, người ta yêu thương nhau, thầm thương trộm nhớ nhau bao lâu rồi sao? Nhớ đi đám cưới nha. Rồi. Đây. Nhớ bỏ tiền dày dày vô. Nhớ bỏ tiền dày dày vô. Mà em thắc mắc, chị Cẩm Ly ơi, anh Quốc Đại ơi, sao Bằng Chương hai vòng rồi để Bằng Chương rơi vô cái tình cảnh éo le buồn, ai cũng bỏ Bằng Chương đi hết vậy anh? Tại Chương thôi. Sao vậy anh? Lựa bài buồn gán chịu. Rồi Chương, Chương cảm thấy như thế nào mà toàn rơi vào cái tình cảnh? Sao anh? Nãy giờ chưa buông ra. Anh cần cái nhân chứng tình yêu. Ai chưa buông? Ai không buông vậy? Nãy giờ nhập vai dữ dễ sợ luôn vậy đó. Nói chung lại là cái bài hôm nay rất là hay luôn. Rồi nó có duyên lắm. Chính em á làm cho cái kịch bản làm người ta phải trợn mắt ra ta coi. Trợn mắt. Đúng chăm rồi. Chú thôi anh. Dạ. Thật ra là coi như là anh Lê ngồi ở đây là coi như là hơn 10 tiếng rồi. Con mắt anh Lê mới chuẩn bị bắt đầu là hơi buồn ngủ rồi. Đóng cửa. Tuy nhiên nhờ cái tiết mục này Quang Lê đã thật sự tỉnh táo. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê rất là nhiều. Ừ, Chương ơi. Dạ. Rồi nay em hát hay ghê luôn á. Dạ, mấy cảm ơn mấy anh. Bữa trước cũng hay mà hay kiểu khác, nhưng bữa nay hay kiểu khác. Hôm nay hay kiểu sao anh? Tại vì á em á là xuất thân và em rất là chất bolero, nhưng hôm nay em hát những cái dòng dân ca như thế này Nam Bộ rất là hay luôn, rất là ngọt ngào luôn. À nhưng mà một chút góp ý cho em là cái lúc mà ta 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 đó thì anh nghe được có hai ba chữ à, anh thấy là ta 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 là 4-5 chữ phải không? Nhưng mà em nuốt nhanh quá, lúc đó anh ngồi anh cứ nói là cái chữ gì đấy trời, tôi đang ngồi tôi nghe một chữ. Tại đang buồn ngủ. Thì biết rồi là chỉ là cái bài này nằm lòng chị là chuột rồi, còn bài này em chưa bao giờ nghe cho nên là em sẽ dễ là không hiểu là. Bây giờ em ca cái chữ đầu tiên mà ta cho anh nghe là cái chữ gì đấy. Điệp ca chậm chậm á. Đành lòng á. Đành lòng sao hỡi em. À anh biết rồi, rồi cái nữa. Dù nồng quá kết đôi. Đó, cái chữ quả đó là bây giờ em ca vậy không có nhạc anh nghe anh mới hiểu là quả. Quả đâu? Quả, quả, dù nồng quá kết đôi. À là cái hoa đó hả? À. Rượu nồng quá kết đôi. Đây, hồi nãy em hát vậy nè. Rượu nồng quá kết đôi. Em nuốt cái chữ em hát rất là nhanh cho nên anh thấy nghe được một hai chữ cái tự nhiên mất cái anh rất là ức chế. Tuy nhiên chính vì cái sự duyên dáng và cái sự tổng thể hay cho nên anh tha lỗi hay lắm. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê.
Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô Ba, Trang Tuyền rất là nhiều với phần hỗ trợ rất là tốt dành cho Bằng Trường. Cảm ơn cô Ba ạ. Cô Ba bây giờ bận đi lấy chồng rồi. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại những người thân thương trong gia đình. Xin mời chị Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại sẽ đưa ra những nhận xét. Ngày hôm nay thì anh cảm thấy như Bằng Trường đã thực sự trình diễn tốt cho sân khấu và nó hài lòng chưa ạ? Em đã nhấn nhá hơn, biết xử lý ca khúc hơn, nên đã chinh phục cách hát đối với hai huấn luyện viên hai bên. Đối với em, khi đến với cuộc thi này là một cuộc thi hát thì mình vẫn là hát quan trọng nhất. Và cái phần diễn xuất để mình lấy thêm cái điểm cộng. Cái bài hát này thực sự ra là anh chị đã chỉ dạy cho em rất rất là nhiều. Từng câu, từng chữ hát như thế nào, cách nhả chữ và cách đặt tình cảm vào đó như thế nào. Nhưng mà tại vì em bị chú tâm quá vô cái phần diễn nữa. Cái phần diễn này em tập trung vào cái phần diễn hơi nhiều. Xong rồi ra em bị cuốn cái phần diễn. Nhưng mà anh cũng rất là thông cảm với em. Bởi vì cái ca khúc này là một ca khúc rất là dễ nhầm lời. Anh nói để chia sẻ với em là anh thông cảm với vấn đề này. Tại vì anh có hát ca khúc này. Nhưng khán giả thì không đâu. Mình chỉ có vài phút trên sân khấu hát thôi. Và mong rằng đây sẽ là một cái kinh nghiệm rất là lớn cho em để em có thể hoàn thiện hơn trong các công việc ca hát của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Em hứa là em sẽ cố gắng hết sức mình. Một lần nữa thì Quốc Bảo thay mặt cho Bằng Trường gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị huấn luyện viên với những nhận xét và những lời nhắc nhở đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Và Bằng Trường ơi, đến với vòng thi ngày hôm nay đúng là ai cũng rất là căng thẳng vì sau đêm nay chúng ta phải loại đi 6 thí sinh. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng đã rất là cố gắng vượt qua thử thách rất cam go trong ngày hôm nay để mang đến một ca khúc và một phần trình diễn rất là duyên dáng và cảm xúc. Chúc mừng Bằng Trường một lần nữa. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Trong một căn phòng lạnh băng với một màu trắng phủ đầy, một chiếc váy cưới, một bộ com lê, đó chắc hẳn là cô dâu và chú rể. Nhưng những cảm xúc trong ánh mắt của cô dâu với chiếc đầm trắng tinh có vẻ đang rất nghẹn ngào. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây trong căn phòng lạnh băng cùng với Quỳnh Ly. Một tràng pháo tay và xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với không gian này. Xưa điều hiu năm canh dài
nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi, nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi, tiếc thương mà chi, trông mong gì. Đi về đi, anh đi về, đêm nay cho xin được cảm ơn Vũ Công đã trợ diễn cho Quỳnh Ly trong phần trình diễn vừa rồi. Và kính thưa quý vị, thường thì chúng ta thấy Quỳnh Ly xuất hiện với một năng lượng rất là vui, rất là tươi. Nhưng mà ngày hôm nay thì với ca khúc này, cô ấy chìm đắm trong cả không gian này cùng với cảm xúc mà những cái từ mang lại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự chia sẻ đến từ huấn luyện viên đầu tiên, huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời chị. Mỗi lần Quỳnh Ly hát á, em lại đưa chị về những cái dư âm của những cô chú thời xưa. Trong em nó có một cái chất, một cái cách hát, một cách nhả chữ á, phát ra cái âm sắc thì đúng hơn. Nó giống mấy cô hồi xưa, làm cho chị rất là hoài niệm. Thì qua bài hát này chị thấy có một cái điều rất là lạ. Chắc có lẽ là người khác sẽ không đồng tình với chị, mà riêng chị chỉ cảm nhận như thế này. Tuy rằng giọng em không khỏe, không mạnh bằng những người mình bạn hát chung với em, nhưng đâu đó chị lại thấy trong giọng hát của em, nó lại chạm đến trái tim của chị trong bài hát này. Và cảm thấy nó có một cái điều gì đó rất là tình cảm. Mặc dù có thể có những nốt cao hoặc là những nốt ngân em bị tuột hay như thế nào đó, nhưng mà em đã đưa chị đến một cái cảm xúc trong bài hát nghẹn ngào này. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn sự chia sẻ của huấn luyện viên Minh Tuyết. Vậy thì em cũng đang rất là muốn lắng nghe sự chia sẻ đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly. Xin mời chị. Đối với chị trong bài hát này, chị tin em là cô gái đó. Em đặt để tình cảm của em, và rõ ràng trong cái giọng của em ấy, chị nghĩ là một phần là chất giọng của em, và một phần nó có cái sự nức nở trong đó rõ ràng luôn. Em hát từng câu từng chữ, chị cảm nhận em đang ở trong cái tâm trạng như thế luôn. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Tuy rằng mình khác, không phải là xuất sắc, nhưng giống như chị Tuyết nói, cảm nhận được, nó chạm được, và tin rằng em đang đau, em đang buồn. Cái điều đó là không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng mà có điều là cái này là một cái kinh nghiệm nhỏ. Cái này không phải, chị thấy hầu như thí sinh nào cũng bị. Để ý khi đứng hát cũng là cái góc máy. Ở vậy mình còn có một cái khăn von, cái khăn mà cưới trên đây nè, nó che hết. Thì khi em đứng em nhìn đây nè, không thấy cái mặt một đoạn bài. Nhưng mà đó chỉ là chị nói để cho em rút kinh nghiệm sau này thôi. Khi mình đi trình diễn, mình sẽ ăn gian, hoặc khi mình đi quay nữa. Chứ đối với chị trong bài này, em làm chị tin là thật, và chị cảm xúc trong bài này đối với em. Xin được chúc mừng Quỳnh Ly với sự nhận xét vừa rồi. Và Quỳnh Ly ơi, thật sự với những sự nhận xét vừa rồi đến từ các vị huấn luyện viên, thì các bạn nghĩ đó là một lời khen tuyệt đối. Vì ở trong vòng này, chúng ta đến với vòng thi phong cách, mà bạn đã thể hiện được cái chất riêng của bản thân mình, cái bản năng không lầm lẫn được với các thí sinh khác. Anh Quang Lê chắc chắn cũng đang rất là muốn chia sẻ cảm xúc lúc này sau khi mà theo dõi cái phần trình diễn của bạn. Xin mời huấn luyện viên Quang Lê. Hôm nay là Ly hát rất là tuyệt vời, hát rất là cảm xúc. Và khi mà trình diễn thì ở sau này tắt điện hết. Mình tưởng tượng như mình đang coi một cái nhạc kịch rùng rợn. Mọi người cũng đã nói rồi, có thể là khi mà mình nhập vai quá đó, có những lúc mình sẽ xúc động, thì mình sẽ không hát hết những gì mình muốn thể hiện. Nhưng mà quan trọng là trả lại cho mình bằng cái cảm xúc. Và em đã làm được. Quang Lê cũng cảm ơn đạo diễn đã đưa một cái nhạc kịch nhỏ thôi. Chúc mừng em rất là nhiều, em hát rất tuyệt vời. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Và một lần nữa chúc mừng Quỳnh Ly đã hoàn thành xong xuất sắc phần thi của mình. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với một màn đêm tĩnh mịch, mơ hồ và huyền ảo. Một không gian của thí sinh Thúy Anh, một trong những thí sinh xuất sắc nhất của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quân.
cá tính và cái chất âm nhạc của Thúy Anh. Quá tuyệt vời và cực kỳ cuốn hút. Một lần nữa xin được cảm ơn những vũ công rất nhiều. Xin được cảm ơn các bạn. Thực sự Thúy Anh đã mang đến một nguồn năng lượng rất là lạ, rất là riêng, rất là Thúy Anh đến cho tất cả quý vị khán giả trong những giây phút vừa qua trên sân khấu. Và có bảo thấy anh Quốc Đại cũng như là chị Cẩm Ly nãy giờ theo dõi rất là kỹ cái tiết mục này và có rất nhiều cảm xúc bên trong, phải không ạ? À? Đầu tiên thì em xin mời anh Quốc Đại ạ. À. Thúy Anh là một thí sinh của đội Minh Tuyết mà Quốc Đại luôn chờ đợi. Và hôm nay em hoàn toàn không hề phụ cái lòng chờ đợi đó. Hoàn toàn em rất tốt, cháy hết mình về cách hát, cách xử lý ca khúc, rồi cách diễn những cái lả lơi trong lời hát. Mọi cái đều rất là tuyệt vời. Chúc mừng Thúy Anh đã có một phần trình diễn rất là xuất sắc. Quá ấn tượng. Và đúng rồi chị Tư, em thấy là anh Đại bắt đầu tỉnh, là bên kia anh Quang Lê cũng tỉnh luôn rồi. À, xin mời huấn luyện viên Quang Lê, với những cảm xúc vừa rồi ngay trên sân khấu ạ, anh cảm thấy Thúy Anh hôm nay như thế nào anh? Thật ra hôm nay Quang Lê cũng rất là bất ngờ khi mà nghe Thúy Anh hát cái thể loại mà trước đây Quang Lê chưa được nghe. Và hôm nay em làm cho tôi rất là ấn tượng và rất tự hào có một người học trò quá giỏi như Thúy Anh. Xin đây cảm ơn những nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo nghĩ cái người mà sướng nhất, đã nhất với cái tiết mục này đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị ơi, hôm nay chị thấy Thúy Anh ra sao ạ? À? Thật sự là tim chị nó vẫn còn đang đập rất mạnh. Tay chị nó đỏ hết nè. Không biết là Thúy Anh có nhìn thấy chị hay không. Nhưng mà chị giống như chị đang hát với em, đang song ca với em vậy đó. Và nói thật một điều là chị nói đây mà tim chị vẫn còn đập. Em không phụ lòng mong đợi của chị Tuyết và tim Minh Tuyết. Chúc mừng Thúy Anh. Và thật sự với những gì cô gái nhỏ của chúng ta vừa thể hiện ngay trên sân khấu thì chắc chắn em ơi, em đã thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được cái chất của mình rất là nhiều trong vòng thi Phong Cách ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng Thúy Anh đã quá thành công với phần trình diễn vừa rồi. Thưa quý vị khán giả, vậy là những thí sinh của chúng ta đã vượt qua rất là nhiều cam go và thử thách. Những đề bài rất khó nhằn sau hai đêm thi, đó chính là đêm thi Vang Bóng Một Thời và vòng thi Phong Cách. Và như Quốc Bảo cũng đã nói, sau hai vòng thi này, tổng số điểm của cả hai vòng sẽ là yếu tố để biết được rằng thí sinh nào sẽ an toàn tiếp tục bước đến vòng thi tiếp theo của chương trình, ai sẽ thành sao. Và 6 thí sinh có số điểm thấp hơn sẽ phải dừng lại và chia tay cùng với chương trình năm nay. Và ngay bây giờ, chắc chắn những huấn luyện viên của chúng ta đang rất là hồi hộp. Với cương vị của 4 vị huấn luyện viên, họ sẽ không muốn loại đi bất kỳ thí sinh nào trong đội của mình. Nhưng luật là luật, và ngay bây giờ điều gì đến cũng phải đến. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả ngay sau đây. Xin mời sự xuất hiện của 4 thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê. Thưa quý vị, và đây là những gương mặt thí sinh, những cá tính âm nhạc, là những chiến binh thực sự của đội huấn luyện viên Quang Lê, trải qua rất nhiều vòng thi cam go. Và ngay bây giờ, các bạn sẽ đứng cùng nhau tại một vị trí trên sân khấu. Quốc Bảo sẽ là người đưa ra tổng điểm của thí sinh có số điểm cao nhất sau cả hai vòng, đó chính là vòng Vang Bóng Một Thời và vòng Phong Cách. Sau hai vòng thi, xin được chúc mừng thí sinh nhận được số điểm cao nhất của đội huấn luyện viên Quang Lê. Với tổng số điểm sau hai vòng là 57,25 điểm. Và đó sẽ là thí sinh an toàn đầu tiên bước đến vòng tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao. Xin được chúc mừng thí sinh. Xin được chúc mừng với 57,25 điểm. Thái Bảo đã an toàn. Xin được chúc mừng Thái Bảo đã nhận được tấm vé an toàn đầu tiên để đến với vòng thi tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao. Và ngay bây giờ, cơ hội chỉ còn một cho 3 thí sinh còn lại. Và sự lựa chọn sẽ thuộc về huấn luyện viên Quang Lê. Xin mời anh. Một cái vị trí cảm thấy là rất là khó khăn. Mỗi thí sinh mà đối với Quang Lê đi vào vòng này là các em đã hát rất tốt rồi. Thật sự là 3 người tôi rất là yêu thương, Như Mai, Gia Ly, Ngọc Vàng, để mà chọn một
cái cảm giác nó đau đớn trong lòng, nó khó chịu lắm. Nhưng mà đã ngồi vị trí này rồi thì đau mấy thì cũng phải làm cho tròn trách nhiệm. Và ngay bây giờ, Phương Mai, Hồ Ngọc Vàng và Quỳnh Ly. Và Ly chỉ có một chọn lựa. Ngọc Vàng đi tiếp tục. Xin được chúc mừng Hồ Ngọc Vàng đã tiếp tục nắm tay Thái Bảo bước vào vòng tiếp theo, để đại diện cho huấn luyện viên Quang Lê là hai thí sinh tiếp theo đến với vòng bán kết. Và xin được cảm ơn và xin được chia buồn cùng với thí sinh Phương Mai và thí sinh Quỳnh Ly. Cảm ơn những màu sắc, cá tính âm nhạc và sự đầu tư chỉnh chu của các bạn khi đến với chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Và chắc chắn đây là phút giây rất là khó khăn đối với huấn luyện viên Quang Lê, phải không ạ? Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng là cái duyên. Và hy vọng rằng sau chương trình Ai Sẽ Thành Sao, những thí sinh còn lại của chúng ta sẽ phải chia tay với Ai Sẽ Thành Sao trong tập này sẽ nhận được nhiều thành công, nhiều tình cảm của tất cả quý vị khán giả nhiều hơn nữa. Và một lần nữa, hãy dành một tràng pháo tay dành cho Quỳnh Ly và Phương Mai. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt Quỳnh Ly và Phương Mai. Và một lần nữa chúc mừng cho Thái Bảo và Hồ Ngọc Vàng tiếp tục nắm tay nhau đến với vòng tiếp theo cùng với huấn luyện viên Quang Lê. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, phần việc khó khăn còn lại sẽ thuộc về đội huấn luyện viên Cẩm Ly và đội huấn luyện viên Quốc Đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tổng số điểm sau cả hai vòng của cả bốn thí sinh của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn dành cho bốn thí sinh xuất sắc và đã nhận được tình cảm của huấn luyện viên Quốc Đại và Cẩm Ly trong Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ ba. Quay trở lại sân khấu, xin mời các bạn. Và đó chính là Ngọc Luyến, Hà My, Bạc Trương và Tấn Đạt. Kính thưa quý vị, bốn thí sinh với bốn màu sắc khác nhau của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Tấn Đạt luôn giữ vững phong độ của mình với những sự chỉnh chu và nam tính trong giọng hát và sự ấm áp. Bạc Trương lấy lòng được với tất cả quý vị khán giả bằng những ca khúc dân ca rất ngọt ngào và trữ tình. Hà My lột xác không ngừng qua từng vòng thi. Ngọc Luyến đưa chúng ta đến nhiều cung bậc cảm xúc. Trước tiên, quốc bảo xin được công bố tổng số điểm của thí sinh có số điểm cao nhất sau cả hai vòng. Xin được chúc mừng thí sinh đã nhận được tổng số điểm là 58,25 điểm, là thí sinh an toàn đầu tiên trong đội huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Và đó chính là Tấn Đạt, chúc mừng bạn. Anh ấy đã giật mình khi mà lắng nghe cái thông tin này. Và một lần nữa thì xin chúc mừng Tấn Đạt, bạn đã nhận được tấm vé an toàn đầu tiên để đến với vòng thi tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao. Và bây giờ các đồng đội của bạn sẽ là những người hồi hộp đây. Cô bảo xin được mời huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại đưa ra quyết định cuối cùng của mình sau vòng này ạ. Một thí sinh sẽ được giữ lại và hai thí sinh sẽ phải chia tay cùng với chương trình trong năm nay. Thời gian mà chị em mình gặp nhau, tức là mình về đội được có mấy vòng thôi, thời gian nó cũng, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Chị nghĩ rằng cái mà anh chị cho tụi em được những cái kinh nghiệm, và chị hy vọng nó là sẽ là những cái hành trang cho tụi em, nó giúp ích được cho tụi em trong cái con đường sự nghiệp của mình. Một chút ít gì đó kinh nghiệm của chị làm nghề bao nhiêu năm, trải qua những cách xử lý bài hay những cách như những cái tình cảm đặc để như cái gì đó, chị hướng dẫn cho tụi em, chị dành cho tụi em, chị chỉ có bấy nhiêu đó thôi, hy vọng rằng nó sẽ giúp tụi em rất nhiều ở tương lai. Và cái cuộc thi thì khi lúc nào nó cũng phải đi đến cái ngưỡng này hết, cho nên là giống như chị Túy và anh Lê đã từng nói, ở đây không phải là cái điểm cuối, mà cũng không phải là tụi em hát không khỏe, không hay, mà cái quan trọng là cái tiết mục tụi em, dù cho ở một cái thời điểm nào tụi em dừng lại, tụi em vẫn để lại cái dấu ấn ở khán giả, cái điều đó mới là điều quan trọng. Còn với cuộc thi, nhiều khi nó phải theo đúng cái tiêu chí của cuộc thi đó, cho nên là chị mong rằng bạn nào dừng lại cũng đừng lấy làm buồn và thất vọng. Đây không phải là tất cả trong cái sự nghiệp của mình, nó chỉ là một bước đệm thôi, nó là một cái hành trang thêm cho mình thôi nha. Đừng buồn chị và anh Đại nhé.
Và trong khoảnh khắc này thì chắc là xin mời bốn thí sinh của đội huấn luyện viên Quốc Đại và Cẩm Ly chúng ta đứng lại gần với nhau, nắm tay nhau thật chặt được không ạ? Và sự lựa chọn khó khăn, xin mời anh Quốc Đại. Và anh chúc mừng Đạt đã có cái vé an toàn đầu tiên. Theo tổng hợp từ các số điểm thì anh xin phép được công bố nhanh luôn để khỏi hồi hộp cho mấy em. Bạn sẽ đồng hành tiếp tục cùng Quốc Đại và Cẩm Ly. Đó là Hà My. Xin được chúc mừng Hà My đã nhận được tấm vé an toàn thứ hai. Và điều đó đồng nghĩa với việc là Ngọc Luyến và Bằng Trương sẽ phải chia tay cùng với tất cả quý vị khán giả trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ ba. Xin mời huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại sẽ chia sẻ những cảm xúc này với top 4 thí sinh rất là yêu quý của mình và các sự xuất hiện của huấn luyện viên Quang Lê nữa ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc Luyến và Bằng Trương đã mang cá tính âm nhạc của mình. Xảy ra 4 năm trôi qua rồi, anh nhớ em nhiều lắm. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời em ương. Cớ sao trời cho tình yêu xui ngăn cách, mấy ai khóc rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lăn buồn trong lòng phố phương. Môi duyên đầu
sao xa, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oan than khóc duyên ban đầu. Được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và hôm nay thì Hồng và Trung thấy là Mai Trần Lâm có lẽ là dạng hơn xíu rồi, chịu diễn hơn rồi đó. Là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và con mời cô Phương Dung. Năm 1966, giám đốc công ty Năng Tan, đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đã bật đèn xanh cho nhạc sĩ Mạnh Phát để viết bài Dấu Chân Kỷ Niệm với một cái tên khác, đó là Thúc Đăng, để đưa bài hát này cho cô Thanh Tuyền thâu dĩa. Hôm nay cô thấy lại một thế hệ tiếp nối, đó là Kim Chi. Hai đứa tụi con xứng đôi là một, hát hay là hai, rõ lời là ba, có hồn là bốn, đã tạo nên một bài hát cho tất cả những người có mặt ở đây rất hài lòng và thích thú. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Ở bài này hai đứa ngọt, đúng bôi rô. Và thực sự cái tiết mục này tăng thêm cảm xúc là nhờ ban nhạc đánh bài này quá hay. Hai đứa có tiến bộ vì anh đặt cái hoàn cảnh và đặt cái câu chuyện vào khuôn sẵn rồi để cho hai bạn chỉ biết đi tới đi lui và hát. Nhưng về mai mốt xem lại nha, hai đứa hát có ngọt đó, nhưng để mà diễn xuất thì mình cần phải học hỏi thêm, vì nó vẫn hơi nhạt một tí. Thí dụ như cái bé Chi lúc mà đi ra thì hai bạn giống như ôm nhau mà ôm hụt chẳng hạn như thế, hay là sẽ gặp nhau mà và mơ về nhau, nói về nhau, chia sẻ với nhau, mặc dù là không đụng vào nhau được. Mà hôm nay đây là một cái mở đầu khác, một bước tiến khác. Ngoài cách hát ra, người ta vẫn thấy Mai Trần Lâm và Kim Chi có một chút xíu gì đó tiến bộ về diễn xuất. Rồi, chúc mừng Cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì đến cái phần quan trọng nhất của hai bạn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm. Không biết linh cảm hay không mà tôi thấy cái tôi thích, rất thích cái cảnh trí đó, cái ngôi mộ đó, cỏ lau đó, rồi tà áo sắp xếp trắng đó. Dạ, tà áo trắng đó. Tà áo trắng màu tình yêu chết, chuyện chúng mình xin trả hết cho nhau. 9,5. 9,5 điểm từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của giám khảo chị Tư Cẩm Ly. Hôm nay thì thật sự là thấy sự tiến bộ ở hai đứa rất là nhiều luôn á, rất là thích. Và chị một lần nữa, chị lại khuyên không phải trong cuộc thi này mà em nên cởi mở mình hơn nữa. Dạ, trong câu hát và trong cả cái tính cách của mình nữa nha. Em sẽ cố gắng. Em gửi chị gửi cho Kim Chi và Mai Trần Lâm 9,5. 9,5. Xin được cảm ơn hai vị giám khảo rất nhiều. Đời tôi cô đơn, anh yêu ai cũng không duyên. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô Dũng,
Ủa My, em đi đâu mà mặc áo dài đẹp vậy? À, em qua em tự giả anh á. Trước khi đi á, em muốn nói với anh hai điều. Anh biết không, mỗi lần mà ở bên nhà bển á, cái em nghe anh đàn, em thích lắm luôn á. Cảm ơn em nha. Còn điều thứ hai á, tâm sự của em, anh biết không, em có yêu một người mà em không có dám nói. Với lại em không biết là người ta có biết hay là không. Em chờ hoài à, không thấy câu trả lời gì hết trơn á. Thằng nào ngu dữ vậy trời. Anh nói gì vậy? My ơi, My cho anh hỏi đây, cái người đó ở gần đây không? Ở gần, đâu vậy? Gần lắm, gần xa ta. Anh Dũng, nếu mà em đợi hoài không nói, chắc em sẽ là người ra đi. Em đi theo Cẩm Ly hả? Bậy. Em nhớ bài đó Cẩm Ly hát. Cẩm Ly nổi tiếng lắm. Em Cẩm Ly nổi tiếng lắm, em đâu có theo được. Cái chuyện thứ hai là chuyện gì, nói anh nghe coi. Anh giúp em nha, anh viết cho em một bài hát giống như cái tâm sự của em vậy đó. Tưởng mượn tiền mượn bạc gì thì anh thiếu, chứ bài hát thì anh viết liền, nghề của anh mà. Dạ, viết liền nha. Anh viết liền nha. Dạ. Mà nội dung bài hát sao em? Thì anh muốn viết gì cũng được hết á. Anh viết đại hả? Viết đại đi. Trúng chật vậy đừng giận nha. Không giận đâu mà. Rồi anh viết liền. Em coi coi được không? Mình gặp nhau đêm nay ơi, nếu mai đi
hiu vậy trời. Nói nghe nè, nói một câu thôi nha. Đợi có một tiếng anh yêu em mà cũng không nói được nữa, em đi á. Gì kỳ vậy ta? Đợi có một tiếng anh yêu em mà không dám nói. Không lẽ mi nói mình ta? Đúng rồi. Trời ơi, mày ngu quá Dũng ơi. Mày ngu quá. Mi ơi, anh yêu em. Đúng đấy chứ, cái cặp đôi này là xứng nhất nè. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ, em xin mời chị Tư Cẩm Ly à. Không biết nói gì hết trơn á, ghi có hai chữ à. Chữ gì chị? Ngọt quá, chấm than. Trời ơi. Giọng của anh nó tình lắm. Mà không biết sao, cái giọng nó nổi niềm lắm. Và My thì thôi, ngọt quá My ơi, rất là hay. Chúc mừng tiết mục của anh Dũng và My. Cảm ơn My. Thoại hay, rõ ràng, nội dung dễ chịu. Và đặc biệt là đài từ cực tốt. Giọng hát của anh Dũng á, vẫn luôn là một bất ngờ và gây thú vị cho người xem, nhất là với Hưng nè. Anh lại không thấy My hát hay mà là quá hay. Trời ơi, anh lời hết rồi, thấy chưa? Tôi đã nói luôn cái từ đó luôn. Xuất sắc. Cảm ơn. Cảm ơn đại ca rất nhiều ạ. Trời ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm từ ban giám khảo. Em xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng à. Giọng hát nó quá hay, vậy nên 10 thôi. Gì nữa? Điểm của bà xã tôi cao hơn bạn kia. 75.9. 9.75. Dạ xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Trên sườn đèo.
nàng lang thang từng đêm trăng qua bao gần đá treo leo. Ôi la la, ôi la la, la chết trên sườn đèo. Ôi la la, ôi la la, la chết trên sườn đèo. Vàng ơi, cô ơi, bữa nay La La mà dắt thằng nào lên đây mà đẹp trai dữ vậy mày ơi? Ghê, người yêu ha, người yêu mày à? Người miền Kinh. Miền Kinh à, mày thưa tao chưa? Địa bàn này của tao à. Con mới tới ông ơi, ông biết tao ai không? Dạ không à. Trường làng. Tao không biết trường làng, bây giờ tóc mất màu đen quá. Alo, alo, xin lỗi cắt ngang một tí. Mời cô bé có đeo trăng rồi mà. Rồi, nè tôi ra. Đứng gần tôi, có mấy con nào dài dài tôi sợ lắm. Dài dài mẹ tôi ra đi. Ủa chân thiệt chân giả em? Dạ chân thiệt ạ. Chân thiệt để anh bàn nè. Là vết hồng ha. Ôi nha. Dạ dài. Có án với chị, trời ơi khổ. Chung chung đem xuống nhanh đi, chung đem xuống. Không. Nó ngắn hơn thì em đem được. Dài sợ lắm. Rồi rồi, cảm ơn bé, cảm ơn bé. Rồi, cảm ơn em. Xin được cảm ơn phần thi của hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Một tiết mục có đầu tư, có những cái đoạn á thì Minh Sang bị mờ một hai chữ nốt cuối cùng, sau đó phải nhảy lên quãng 8. Giọng Minh Sang anh biết rất là cao, có thể hát bằng giọng nữ luôn. Đó cũng là một cái bất lợi khi mà chọn một cái giọng nữ, một cái tông cho nữ sáng. Bài này rất là có lợi cho Tuyết Mai nha, sáng, rất là sáng. Sáng mà sáng sang sảng luôn á nha, rất là sáng. Thì nó lại lỡ cỡ cho Minh Sang. Thật ra con trăng đó, nó mang tính giải trí, hớp hồn khán giả, chứ nó không giải quyết được vấn đề gì ở đây hết. Nó làm cho chàng trai kia hơi giật mình xíu thôi, chứ cũng không có xỉu không có gì hết trơn ha. Rồi, cũng là một sự đầu tư, đã đánh giá cao. Thì lần đầu tiên sân khấu của cặp đôi vàng dám đầu tư đem cả một con trăng lên như vậy. Lần đầu tiên có anh ngồi mấy mùa không, rồi đấy. Không, kỳ tới Minh Vi nó cho ăn cọp. Có con sư tử kế bên này, con này anh em. Có sư tử. Sư tử. Rồi, chúc mừng các em nha. Dạ, em cảm ơn. Xin được cảm ơn anh. Dạ, em xin được mời chị Tư ạ. Lúc nào mà thấy tiết mục của hai em đó là chị không có lo về vấn đề giọng hát. Tại vì ở những tập trước, chị đã biết giọng của hai em rồi, nó rất là hay và nó tốt lắm. Nhưng mà thật sự là chị hơi buồn trong bài này. So với những cái vòng thi trước thì cái vòng này hai đứa hát cái bài này nó không có hay bằng những cái bài trước. Và nó nghe nè, khi mà mình đã lỡ làm nghệ thuật rồi thì mình hy sinh luôn đi em, mình hy sinh luôn đi. Mình té một cách ngoạn một cái đùng cái cho chị. Em té mà em đi từ từ, em dòm phía sau rồi em ngã xuống cách nhẹ nhàng. Em hết hồn cái gì kỳ quá. Chị xin lỗi. Bây giờ có một cái người mà chị rất là muốn là gọi là thị phạm cho em. Em thị phạm giùm Trung, thị phạm chị té ngã cái đùi. Em làm chị tin tưởng em làm chị. Rồi em lùi lượm thấy trăng đi. Em lên đó thấy trăng rồi hết hồn đi, lên hai ba bậc. Nghe nè, hưng là cậu giả làm trăng hưng la đi. Rồi, em tự diễn đi chị không biết. Diễn nó coi. Trời. Hay quá. Sang ơi chị xin lỗi, em không học theo không được, không ổn. Duyên. Em là cứu nguy tình hình. Ok, cảm ơn tiết mục của hai đứa. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm. Dạ em xin mời anh Hưng ạ. Anh sẽ gửi đến hai em số điểm là 9,5. 9,5 điểm. Rồi, anh xin mời chị Tư Cẩm Ly. Chị xin lỗi, chị chỉ gửi 9,25 thôi. 9,25 điểm. Em như cô gái hay
còn xuân. Ủa, chị hát vậy sai rồi, chị hát vậy sao tụi em mua? Chứ hát làm sao, bài này khó quá trời mà bắt hát. Mấy đứa lại đây hai biểu. Ủa dạ, dạ bà hai. Hai. Hồi nãy hai nghe tụi bay hát cái bài gái xuân phải không? Dạ dạ dạ, ủa hai biết bài đó hả? Biết sao không biết tụi bay. Tưởng hai già hai không biết gì hả? Hát gái xuân là phải ra cái tinh thần của gái xuân nghe chưa? Bây giờ dạ. Tôi hay hát cho tụi con nghe đi. Được, bây giờ hai sẽ hát cho tụi con nghe. Hát, dạ. Dạ bà già hát nè. Nhạc đi. Trần xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân rũ lụa trên sông Vân. Sao? Dạ dạ con tụi con quên quá, tụi con không biết làm gì cho. Quên cái gì, mai mốt là phải nhanh nhẹn lên nghe không? Dạ. Thôi, mấy đứa đang bận đi tập văn nghệ, văn gừng gì đó. Dạ. Đi đi tụi con, để em thôi trễ giờ. Dạ, dạ. Thôi bye con đi. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con nha. Dạ, cảm ơn bà chị đã cứu được cái mạng già đây. Chứ không là tôi lọt xuống tôi gặp Hà Bá rồi. Có gì đâu mà cảm ơn ông anh. Lần này là tôi được tái thế lần thứ ba rồi. Trời ơi. Như làm tôi có truyền thống chết đuối hay sao đó bà. Bà chị biết không, cách đây bốn mấy năm trước
cũng trong một đêm mưa gió bão bùng. Vậy mà nỡ nào tôi dám chèo ghe ra giữa dòng sông luôn vậy đó. Sóng đánh ào 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 ào. Lát sau tôi nổi bong bóng luôn quá mà chị. Ủa mà ông anh đi đâu mà chèo ghe mà trời bão trời mưa mà chèo ghe á? Đi hẹn gặp người yêu mà cổ không có coi dự báo thời tiết hay sao á. Hẹn tôi ngay cái hôm mưa gió bão bùng. Trời ơi, tôi cũng ráng sống ráng chết tôi chèo chỉ vì một câu nói của cổ. Chị câu biết... gì vậy ông anh? Không gặp không về. Ui dạ. Ủa cái gì vậy chị? Chị bị gì vậy? Già rồi không thấy đường thấy xá, kim nó đâm vô tay thôi. Trời đất ơi, lớn tuổi rồi mà chị còn may giá được nữa hả? Chà, chắc chồng chị nhà có phước lắm ha, được vợ may áo cho chồng. Đúng rồi, mà tôi chưa có chồng. Hả? Chưa có chồng nữa hả? Vậy chị may áo cho chị hả? Tôi may áo cho chồng. Ờ hả? Chị nói chơi hay nói thiệt vậy? Mà thôi, may cho chồng hay không may cho chồng gì thì miễn có chỗ để may áo là được rồi. Một lần nữa xin phép cảm ơn bà chị. Khỏi cảm ơn đi ông anh. Sao thấy chị quen quen vậy? Ông anh nhìn tôi coi có quen không? Nhớ chứ mày... tôi là tôi biết rồi đó. Tôi biết ông anh là ai rồi đó. Ủa chị biết tôi hả? Tôi nhìn chị nhớ mãi mãi mà tôi cãi không ra. Ông nhìn tôi đi. Ông nhìn tôi đi, ông Ba Đầy. À, trời ơi, sao chị biết tên tôi là Ba Đầy? Bình tĩnh. Dạ. Coi cái này. Dạ. Hả? Trời đất ơi. Thấy quen không ông? Cái chuỗi hột bẹt này. Ngọc Trai. Dạ không, dòng họ tôi kêu hột bẹt không à. Ở đâu chị có vậy? Ông còn dám hỏi cái nguồn gốc của cái chuỗi này ở đâu có nữa hả ông? Tôi biết. Cái này là vật gia truyền của mẹ tôi. Bữa đó tôi muốn lấy le với bạn gái cho nên tôi lượm, tôi đem qua tôi tặng, tôi nhớ mà. Làm sao mà bà chỉ có được vậy? Trời ơi, tôi nói tới đây coi cái kỷ vật này rồi mà ông còn không nhận ra tôi nữa hả? Ông Ba Đầy, tôi là Hai nè ông Ba. Chị Hai. Bà Hai Đợi nè ông Ba. Trời đất ơi, bà Hai Đợi. Đợi em. Tôi đợi ông 40 mấy năm trời nay. Cái chiếc áo này nè, tôi may cho ông, tôi tặng cho ông. Tôi đợi hoài ông không tới, nó rách tùm lum hết trơn. Bây giờ tôi trao nó lại cho ông đó. Tôi với ông từ đây về sau không còn cái liên hệ gì nữa. Tạm biệt ông. Khoan mà, em đợi. Trời đất ơi, 40 mấy năm rồi đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngày hôm đó anh té xuống sông, anh bị mất trí. Bây giờ anh tỉnh lại, anh quay trở về mà em. Buồn thương chiếc áo năm nào ước đôi bờ dài. Chị Hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sáng sông, biết người đã đi mà vẫn mong. Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã quay còn nhau. Điều tranh dạch lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió luôn biết chiều nay nước trôi về đâu. Đò ai không bên câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
giận lắm cũng đành. Ru lại câu hò thủy chung. Như vậy là bà, em đã tha thứ cho anh. Cuối đời này hai đứa mình vẫn là bạn già chứ là gì. Dạ. Đi về tôi nấu cơm nấu nước cho ăn, nãy giờ mệt lắm rồi. Trời ơi, thiệt hả? Trời ơi, hạnh phúc cuối đường mòn rồi. Đợi anh. Kính thưa quý vị, và đó là nghệ sĩ Hà Linh và ca sĩ Lê Chinh. Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Con xin được mời cô Phương Dung ạ. Cô nghe đến tên Phạm Duy Hà Linh Cúc Cu nhiều năm rồi. Dạ, con cảm ơn. Cô biết từ ông ngoại của con, bà ngoại con, và những chương trình rất là đặc sắc của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Dạ, con cảm ơn. Con đó là con có cái copy của một người hài đềm đạm lão thành của nghệ sĩ Ba Dân. Dạ. Cái đoạn kịch nhỏ này nó có cái chiều sâu, nhưng mà nếu mà mình nhìn thoáng qua thì mình không có thấy được. Và nếu mà ai viết cái này đó, cô mong ước là viết nó đậm đà hơn một chút xíu nữa để con có chỗ đất diễn. Riêng cái người nghệ sĩ đàn bà nhỏ nhỏ mà làm bà già này đó thì hát hay rồi. Dạ, em không biết là anh luật sư Minh Vi có bào chữa gì không ạ? Cái này không phải đính chính, nhưng mà cái này là nói sự thật. Cái bài, hai bài hát này là một kịch bản khác. Tới chiều tối ngày hôm qua vào lúc khoảng 6 giờ chiều, tôi thấy không ổn và lập tức một kịch bản khác. Tôi chỉ nghĩ ra sơ bộ khoảng 50%, còn phần còn lại là của các bạn phải tự nghĩ. Tôi thông cảm cho các bạn. Tuy là mình có xúc tích hơn, nhưng có vẫn có những cái điểm nhỏ mà mình không có lường trước được. Không thể nào hát là chị hai cứ ngóng trong hoài là không được. Nó hơi lệch câu chuyện một tí, mà chỉ cần bà hai thôi, không sao hết. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm từ ban giám khảo. Bây giờ em xin mời số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng trước ạ. 9,5. 9,5. Cảm ơn. Dạ, bây giờ chúng ta cùng đến với số điểm từ ban giám khảo, và đó là nữ ca sĩ Cẩm Ly. Thật sự rồi, hôm nay là mình cũng còn có những cái điểm nhỏ, nhưng mà thật sự hôm nay về phần hát của hai bài, Ly rất là thích, tại vì nó đúng tinh thần của bài hát. 9,5. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Vậy là chúng ta có hai con 9,5, còn số điểm của giám khảo Phương Dung và giám khảo Minh Vi sẽ được giữ lại đến cuối chương trình.